Dạ anh em nhé, nay là giao con về Tiền Giang, cái lại không anh? Nay là giao hai con, một con dài, một con ngắn. Con này con lọt lòng 1 mét. Nó là tổng cũng bì máy nó là 1m95. Giờ lên xe đưa về Tiền Giang. Đây là máy làm đồ nhỏ mọi người, 18 vuông đổ về nhé. Một em lên được. Đó, hồi có cái xe nâng này đỡ mệt. Trước là B đưa xe đẩy lên xe 4 bánh nhỏ. B lên bây giờ chỉ cần một người với người trên kê là xong. Được chứ? Anh đưa xuống, anh đưa một đầu nhẹ xuống là anh. Cái này tầm 4 tạ rưỡi 5 tạ. Lôi xuống nhẹ nhẹ rồi đó là còn anh về anh muốn nhẹ, anh tháo cái la, anh tháo cái van ra anh bỏ xuống luôn. Cái van tháo anh ốc anh bưng anh bỏ ra. Cái van nó không, nó nặng 60 tỷ rồi. Rồi chào mọi người nha.